Xin chào anh em nha. Thì hôm nay là cuối tuần mình tiếp tục trả hàng cho anh em ha. Thì ở đây là hiện tại là những cái đơn hàng giò cu cáp lụa C7 anh em ha. Đa số là giò mẫu giò cáp lụa C7 anh em sử dụng rất là nhiều. Tại vì cái mẫu giò cáp lụa C7 của anh em thì phải gọi là rất là ok luôn. Cái độ nghi trang cũng như là cái độ nhảy nó rất là tốt anh em ha. Có rất là nhiều anh em đã sử dụng và trong đây là anh em mua lại rất là nhiều. Đó, hiện tại ở đây là gần 100 bộ giò anh em ha. Chỉ có 2 ngày thôi mà anh em mua số lượng rất là nhiều luôn đó. Thì hôm nay là cuối tuần này mình tiếp tục trả hàng cho anh em đó. Và cái này là thùng bội ấp anh em ha, hiện tại là được dư được có mấy cái bội thôi đó. Thì anh em nào mà mua trúng lúc mà có bội sẵn thì mình sẽ gửi liền, còn anh em nào mà mua trúng cái giai đoạn mà đang làm thì anh em phải đợi thôi anh em ha. Đó, đây riêng cái đây là cái mẫu bội ấp đàn hồi chống chó mèo, hàng là bao đẹp cho anh em luôn ha. Cái mẫu bội này thì cũng khá là nhiều anh em đã biết tới rồi, mẫu bội ấp thép đen đó, độ đàn hồi nó rất là ok anh em nha. Đó, mẫu bội ấp là phải gọi là rất là nét luôn, bao đẹp luôn anh em ha. Đó, cái mẫu bội này anh em xem những cái lỗ đàn nó rất là đều và những cái mối quấn rất là tỉ mỉ. Hàng này là hàng kỹ nha anh em nha, hàng này hàng chất lượng luôn đó. Một cái bội như thế này thì cái giá thành nó cũng rất là rẻ mà anh em có thể sử dụng rất là bền, đi đánh nó rất là an toàn cho con chim mồi của mình. Hàng rất là đẹp luôn, độ đàn hồi nó rất ok đó. Hàng này là bội, này là bội thép đen nha anh em nha, đang lỗ lục giác 6 cạnh. Mẫu này là mẫu cửa vung, hàng rất là đẹp luôn đó. Đây là những cái mẫu bội ấp bên em đó. Và đây là những cái gói giò, những đơn hàng giò rất là nhiều anh em ha đó. Gần 100 bộ giò, 2 ngày mà anh em mua quá dữ luôn, kiểu này là làm không cách nào kịp được. Trúng lúc anh em mua, trúng lúc có hàng thì mình sẽ gửi liền, còn trúng lúc nào mà đang hết hàng thì mình sẽ hẹn anh em trong vòng vài ngày là có nha anh em nha. Thì bên em là chuyên mẫu cáp lụa C7 này, cáp lụa C7 mẫu giò Việt, rồi mẫu Thái, mẫu Malai có hết, nhưng mà đa số là anh em sử dụng mẫu giò Việt nhiều. Mẫu giò Việt thì đánh rất là nhảy, rất là ok nha anh em nha. Đó, rồi anh em nào có nhu cầu mua những cái mặt hàng gì thì giò từ giò cu gáy tới bội ấp hoặc là túi bổ để anh ăn, rồi rất là nhiều phụ kiện khác như phụ kiện gà rừng này, rồi gà đồng, rồi quắt, rồi chồn, rất là nhiều luôn anh em ha. Thì nói chung là anh em có nhu cầu gì thì cứ alo trực tiếp cho số điện thoại của em, hoặc là anh em có thể inbox cho em qua Zalo hoặc là Facebook để mua hàng anh em ha. Bên em có rất là nhiều cái phụ kiện khác nhau, anh em có thể inbox cho em qua Facebook hoặc Zalo để tìm hiểu thêm. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.